Rồi, xin chào tất cả mọi thủ nha, bác Trung Nam đã quay trở lại vào ngày hôm nay, vào ngày 27 tháng 9. Thì video liên tục mình làm một số cá lô nha, đây thì nhiều mẫu lắm, em sẽ lên cho mình trước 3 mẫu. Anh em muốn biết thêm thì inbox Zalo nha, em sẽ gửi thêm hình ảnh cho mình, tầm khoảng 7 tấm màu gì đó. Thì cần sẽ có một số dòng như này, là mini, một số ISO cần súp. Đây thì có dòng như là Gamakatsu Daiwa, khuyên xích nha, Olympic. Một số cần lục thì sẽ có như cần rút từ 3m9, 4m2 và một con cần T-Bam như này, 2m7. Một số cần tay thì sẽ có dòng như là hàng VIP đây, tay qua nha, Apollo nội địa Nhật này, cần tay dạng tay trợ máy như này, trợ máy, tay đập khúc và một số ISO hạ tay, một số cần lô cần 2-3 khúc đây, tổng cộng có 25-28 mẫu nha, cần câu cho mình và một số cá. Thì em sẽ lên lần lượt tất cả sản phẩm ở đây, sẽ báo rõ tình trạng hết nha. Anh em lưu ý, chốt đơn có liên hệ trực tiếp là Duy 0923 534779. Bên em sẽ ship có toàn quốc là 30.000 một đơn, hàng đến nha anh em. Lưu ý nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng giùm em. Rồi anh em có xem được video cho em được đăng ký bật thông báo để em lên video tiếp theo em lên á thì mình nhận thông báo sớm, mình vào mình tham khảo tiếp nha. Vậy thì em sẽ lên cho mình ở đây thì có 3 con. Trong con này thì có tầm khoảng 8 mẫu, thì khi inbox Zalo em sẽ gửi hình cụ thể hơn. Thì nhái này, cá này thì cá thì cho anh em mình lưu chẹm nha. Lưu chẹm lưu lóc này. Cá này thì có dòng là BKK. Đây có dòng BKK. Con cá này nha anh em thì thông số như sau. Nặng là 16 g, dài là 95 mm, gần 10 cm nha. Con này thì giá gốc là bán tầm khoảng 150.000, 7 đô. Cửa hàng nha anh em, thì con này thanh lý cho mình là 70.000 một con nha. Mua 3 con nha anh em, 3 con miễn ship nha, 3 con miễn ship. Đây, sức ghê. Cá mới tinh, con này cực kỳ ngon nha. Bằng nhựa này, cực kỳ ngon và cái dây của nó trong á dạng như là dây dây bảo hiểm xe á, cực kỳ chắc chắn. 70.000 một con. 16 g, trong là cũng dạng vừa nha. Lưu lóc lưu chẽm có tầm khoảng 8 mẫu, 8 màu cho mình. Và cần thì sẽ có 28 mẫu, thì em sẽ lên trước cho mình 3 con mini. Mini thì anh em hỏi rất là nhiều nha, thì em sẽ có 3 con mini đây. Con mini mã số 1 là có một con cần mini, con này thì chất liệu là graphit nha, pha carbon. Độ dài cần là 2m4. Đây, 2m4 của dòng Marine. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, lõi xi đá trắng nha, 2m4 cần mini. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly, đây nước sơn màu trắng. Đây tổng thể thế này. Con này độ cứng ra cho mình tầm khoảng với ML tính theo cần lua rút nha. Nói chung là dạng vừa nó sẽ không cứng lắm. Đây, cần thì còn ok này và còn đẹp nha, đóng semi chống độ đầy đủ. Đây, tổng thể này, cần mini rút tay cầm cán mút bắt là bắt vặn nha. Đây bắt vặn bị nốc. Con này trọng lượng thì cần được là 200 g, mã số 1, giá 250 nha này, 250.000, thu gọn tầm khoảng 58 cm nha. Thì những con cần mini này bên em cần mini, cần súp hay ISO gì á thì bên em sẽ gửi kèm nắp chụp hết. Mã số 2 là con cần mini, con này thì cần mini carbon như này. Thông số này như sau. Cần mini carbon độ dài của con này là 2m1 như này, 2m1, thông số tại mồi từ 5 đến 15 g, tại cá mắt là 10 là bao, tầm khoảng 5 kg cá. Thì con này khoen của mình là khoen Fuji này, đây khoen pad hoặc khoen pad Fuji nha. Lõi xi đá xám, mini carbon, 2m1. Con này ngọn cần thì đo cho mình là cũng tầm khoảng vào 1.92 ly á. Đây, độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào ML như này. ML cho mình thôi. Đây mini lure rút cho mình câu ngâm câu lăng xe được này. Cái carbon trong lóng lít thì còn đẹp đây. Đây tổng thể thế này. Con này thì khoen pad Fuji, trọng lượng là 130 g, mã số 2. Giá 500 như này, 500.000. Thu gọn 40 cm nha, cực kỳ gọn nhẹ cho mình. Số 3 thì sẽ có một con mini tiếp. Con này thì mini mã số 3. Con này thì nó sẽ dài hơn. Đây thông số này sau. Con này thì của hàng Olympic, cần carbon, độ dài cần là 2m4 như này, độ cứng con này tầm khoảng M, hàng nội địa Nhật này, đây tem vàng đầy đủ hết. Phôi cần là phôi carbon xoắn vân. Dàn khoen là dàn khoen Fuji, đây lõi xi đá xám. Độ cứng M, ngọn con này thì đo được là ngọn 1.8 ly. Đây tổng thể thế này. Phôi là phôi carbon nha, xoắn vân. Trong mấy con này thì lóng lấy là còn đẹp nha. Đây. Tức là gọn nhẹ cho mình luôn. Rồi tay cầm thì bằng cán mút và pad con này cũng là pad vặn này, Fuji dòng Ryushit 18. Trọng lượng con này nhẹ nha, 125 g, ngọn tầm khoảng 1.8 ly. Mã số 3, giá 550 nha em, 550.000, thu gọn là 46 cm. Đây, mini nha, Olympic. Mã số 4. Số 4 thì sẽ có một con cần cho mình câu ngâm câu đơn câu lăng xê này. Con cần này thì của dòng Meta Fishing, hàng Korea. Độ dài cần là 36, con này dạng khoen lớn, câu ngâm câu đơn, dạng khoen Fuji, đây loại xi đá xám nha. Ngọn của cần á thì đó là cho mình ở đây là ngọn 2 ly. Đây con này ngọn 2 ly như này. Độ cứng tầm khoảng vào 15, ngọn sẽ có 1 này. Đây và hai khuyên chạy đây. Những dòng này mình không ngâm con lăng xe được nha. 36. Đây. Tổng
tổng thể này còn rất là đẹp. Đây có đóng semi chống nổ đầy đủ này. Đây cần màu sáng, nước sơn màu xanh. Khoen pad Fuji loại xe đá xám 36, cứng tầm khoảng 15. Pad cập Fuji F6. Trọng lượng cần thì cân được là 230g, mã số 4, giá 500 như này. Đây 500 ngàn ạ. Mã số 5. Số 5 sẽ có một con cần, con này thì là cần ISO khoen lớn như này. Đây. Số 5 là con cần ISO khoen lớn. Con cần này thì của hãng là Olympic dòng GR. Độ dài con này như này là 5m4 này. Độ cứng 3 nha. Cứng 3 cho mình. Cứng 3 con này phôi tương đối dày nha. Dàn khoen Fuji, đây loại xe đá xám. Con này ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2 ly. Cứng 3 hạ cần tay thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng từ 5-6H cho mình nha. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy. Tất cả các lóng của cần đều là carbon xoắn vân này. Đây, toàn thân. Tình trạng của cần thì nó sẽ có sức sơ sơ một xíu nha. Đây, sức dâm sơ sơ theo cần. Đi kèm với 6 lóng. Trong tình trạng của cần thì nó không ảnh hưởng đến phôi cho mình đâu. Sức dâm dâm theo cần thôi. Giang khoen Fuji, loại xe đá xám, độ dài 5m4, độ cứng 3. Có đại pack gọi là pack vặn nha, Fuji FPS 28, pack lớn cho mình ạ. Trọng lượng cần là 6520g, mã số 5, giá 700 ngàn. Tay cầm thì được cuốn chỉ nè, và có dây buộc bảo hiểm ở đây, nắp chụp xoay vặn inox. Tiếp theo mã số 6, số 6 thì một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì của Olympic này, con này thì còn mới tinh luôn. Thì trong lần nó xước, nó còn sẽ kèm cho mình này. Đây là một cái bao vải xin theo cần nha, của Olympic. Con này ISO khoen nhỏ, cần carbon như này. Đây, cần carbon nha. Độ dài con này là 5m3, độ cứng ra cho mình tầm khoảng độ cứng 3, ISO khoen nhỏ của Olympic. Đây có phụ kiện thì có nắp chụp và bao vải zin thì kèm. Dàn khoen của con này là dàn khoen Fuji dạ quang. Còn cái khoen của mình là khoen inox nha. Đây cần bu 360 độ cho mình đây. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, con này thì ra thẳng, độ nảy tốt, độ cứng ra cho mình tầm khoảng độ cứng 3. Tính theo một cần ISO nha, khoen nhỏ cho mình 3 đến 4 luôn á. Con này rất là cứng. Đây, cần là cần carbon, nước sơn màu đen như thế này. Đây tổng thể như này. Con này hạ cần tay xuống thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 5H nha, 5-6H cho mình á, cần nó thẳng cho mình. Đây carbon, cần còn đẹp là khoen dạ quang, hỗ trợ cho nên mình có bóng đêm tốt hơn. Thì tay cầm con này nó được cuốn chỉ này, và bắt gập nha, Fuji F7, gốc sẽ có một cái cán gỗ như thế này, có lỗ bộ dây bảo hiểm luôn. Tay cầm được cuốn chỉ, cầm rất chắc tay. 5m3, độ cứng tầm khoảng 3, ISO khoen nhỏ, trọng lượng là 530g, mã số 6, giá 500 ngàn. Nó chỉ bị xước ở đây một xíu như này, để xước sơn ở đây thôi. Còn lại là ok cho mình nha. Đây cần carbon. Carbon của Olympic 5m3 cứng 3. Tiếp theo mã số 6, số 7 như này. Số 7 thì sẽ có một con cần ISO khoen nhỏ cho mình câu cảm giác đây. Con cần này ISO khoen nhỏ của Daiwa, dòng carbon Quicker, độ dài 5m3, độ cứng 1. Cứng 1 thay đợt mình câu cảm giác này. Con này hàng có lần nội địa Nhật nha. Đây tem vàng đầy đủ này. Daiwa. Thì phụ kiện của cần thì nó sẽ có một cái nắp chụp này nha. Đây cái nắp chụp mà xin theo cần thế này. Dàn khoen của mình đều là dàn khoen full xích hết. Con này cần rất đẹp như này, phôi cần là phôi hai da toàn thân này. Con này độ cứng là độ cứng 1, thích hợp mình câu cảm giác. Ngọn con này thì ngọn nhỏ tầm khoảng 1 ly. Tất cả dàn khoen full xích, ngọn sẽ có 1 này, 2 và 3 khoen chạy nha. Con này trừ cái lóng ngọn này, cái lóng ngọn thôi. Cái lóng ngọn và lóng thứ hai nha. Lóng 2 có 2 khoen chạy, còn tất cả các lóng còn lại của cần. Đây là phôi hai da này, cực kỳ đẹp nha. Đây. Cần rất đẹp và sáng. Đây, còn mới tinh luôn. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích carbon xoắn hai da toàn thân, 5m3 độ cứng 1 của Daiwa. Đây con thích hợp với câu cảm giác, cần rất đẹp và sáng nha. Cái con này thì mức đích cho anh em, để gắn lên đích, nếu biết được đích thì gắn vào nha, không phải vặn cho mình. Đây mình có thể là tháo ra và bỏ vào là được. 5m3 độ cứng 1, trọng lượng cần thì cần được là 160g, ngọn 1 ly, mã số 7, giá là 1 triệu nha. Đây 1 triệu cho mình ạ, cần rất đẹp nha. Số 8 thì sẽ có một con cần là ISO khoen nhỏ, con này thì của Gamma nha anh em. Đây có dòng Gamma Katsu, có dòng Mat 2, dòng Gold. Độ dài 6m3, độ cứng 0. Cứng 0 thì nó rất là mềm nha anh em. Nó dạng cảm giác nó bằng cứng 1 những dòng như là Daiwa Shimano. Thì phụ kiện sẽ có một cái đặc trưng thế này. Dạng khoen của cần thì là dạng khoen full xích nha. Đây dạng khoen full xích 6m3 cứng 0. Thì ngọn con này thì ngọn nhỏ. Ngọn con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào cái này thì dính dơ nha anh em. Cái này mình sẽ ra đây. Ngọn con này thì đo cho là ngọn tầm khoảng vào 0.6 ly thôi. Ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khoen chạy nha. Đây tổng thể thế này. Thì Gamma tại đây biết rồi, đều là phôi carbon xoắn vân hết. Mấy con này thích hợp mình câu cảm giác thôi. Đây lóng lít còn rất là mới. Nguyên cái dàn khoen của cần đều là dàn khoen full xích thế này. Đây anh em thích Gamma nha. Đây con này hầu như các lóng ở trong này không xây xước luôn. Đây tổng thể thế này. Dàn khoen của cần là dàn khoen full xích. Đây, tổng thể nha, còn rất là đẹp.
Gamakatsu 6x3 độ cứng không, trọng lượng là 243g, mã số 8, giá là 1 triệu như này. Bắt đầu bắt gặp Fuji F6, tay cầm được cuốn chỉ này, sau này được cầm cán mút nha, bắt bằng inox Gamma, còn rất là ok. Tiếp theo mã số 8, con này là số 8 như này, số 9 cho mình ạ. Số 9 thì đây sẽ có một con cần lộc, con này thì cần lộc của hãng Ryobi, độ dài cần là 4m5 của dòng Superline, là những dòng thì mình đánh đầu cần gần bờ. Thì dàn khoen của con này là dàn khoen Fuji dạ quang như này. Đây, ba khoen dưới là khoen Fuji dạ quang, còn ba khoen trên con này á, một cái đầu bù và hai khoen chạy trên này là khoen Fuji xứ xám. Độ dài cần là 4m5, ngọn con này thì là ngọn 2.4 ly, độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng 25. Thế là mình đánh lộc đầu cần mà đánh gần bờ này. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân nha. Đây, xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thế này. Chân thì nó sẽ còn sáng và đẹp thế nè. Đánh đầu cần đánh bật bãi bực biển. Cái lóng gốc của nó thì đóng semi này của Ryobi, cực kỳ đẹp nha. Đây, phôi con này thì còn rất là mới, trong sức thì sơ thôi, chả ảnh hưởng gì cho mình ạ. Ở trong mấy con này thì em sẽ báo là tình trạng cần hết thì anh em đến á, mình lưu ý nha, mình tháo ra kiểm tra một lần nữa. Bắt đầu bắt gặp Fuji F7, trọng lượng của cần thì cần được là 440g, mã số 9, giá 700.000. Đây, son bằng cán, bằng cán gỗ nha, Ryobi. Mã số 10 ạ. Số 10 thì sẽ có một con cần lộc luôn. Con cần lộc này thì của Alpha Tactical này. Alpha Tactical. Độ dài con này là 4m2, độ cứng là 25. Con này hàng của Korea này. Đây, Korea xuất thị trường Nhật nha. Thì dàn khoen con này là dàn khoen Fuji. Lọ xí đá xám hết, bắt gặp Fuji F7. Độ cứng 25 thì ngọn con này đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây, ngọn nước sơn màu trắng sẽ có một. Đây vừa hai khuyên chạy. Cứng 25 thì tầm khoảng EX cho anh em mình cô ngâm cô đơn. Đánh lộc đồ cần đều được này. Đánh bạc bãi bạc biển như này. Đây, con này thì tải cá rất là tốt. Những cái dòng súp này thì cá tầm khoảng chục 15kg nên tải thoải mái nha. Đây, phô kịch bằng xoắn vân. Đây, khoen phát Fuji lợi xe đá xám. Con này trọng lượng của cần thì cần được chỉ có là 400g, mã số 10, giá 700 như này. Đây, 700.000 ạ. Đây, tay cầm cũng được làm một miếng nhựa nha, và đắp chụp thì xoay vặn như mình. Tiếp theo, mã số 11. 11 thì sẽ có một con cần lộc luôn, con này thì nó sẽ ngắn hơn. Con này cần lộc của dòng Castin. Độ dài con này là 3m9 như này. Đây, độ dài cần là 3m9. Khoen con này là khoen pad Fuji này. Đây, lọ xí đá xám. Con này ngọn của cần thì đo sát cho mình trên này á, là ngọn tầm khoảng vào 2.3 ly. Đây, độ cứng tầm khoảng 25 thôi. Thế là mình đánh đầu cần gần bờ thì ngọn sẽ có một này và hai khoen chạy nha. Phôi con này là phôi carbon. Đây, xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thì con này còn rất là đẹp nha. Lóng ở trong thì còn sáng hết cho mình này. 3m9, độ cứng tầm khoảng 25, khoen pad Fuji, lọ xí đá xám. Con này trọng lượng cần tương đối nhẹ như em. Con này chỉ có là 350g thôi, 350g, mã số 11, giá 750 nha, 750.000. Rồi, tiếp theo mã số 12, 12 thì sẽ có một con cần lộc 3 khúc. Đây, con cần lộc 3 khúc này của dòng Daiwa này, của hãng Daiwa. Con này thì cần lộc 3 khúc của dòng Daiwa, dòng Chibem, độ dài cần là 4m2, độ cứng 27. 27 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào CS đối với cần rút nha. Con này tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full shift này, là dàn khoen full shift 3 chân nha. Thì con này sẽ có 4 khoen. 4 khoen một đôi bu, 2 khoen đề ba dưới á, là khoen gập, còn 2 khoen trên là khoen chết cho mình đây. Ngọn con này thì đo sát cho mình trên này á, là gần 3 ly như này. Đây, ngọn gần 3 ly tầm khoảng 2.9 ly cho mình á. Đây, cái đôi bu full xích đóng semi chống nổ đầy đủ. Thì dòng Chibem và dòng Longbem thì là phôi hai da toàn thân cho mình rồi. Đây, cần rất đẹp và sáng nha. Thời điểm anh em đến lộc á, tầm khoảng tới 35m độ lại là vừa. Bắt gặp Fuji F7. Dàn khoen của mình là dàn khoen full xích hết. Đây, tổng thể thì có xây xước xíu nha. Rồi, tay cầm thì được bọc da này và inox đầy đủ, nắp chụp thì xoáy vặn như mình đây. Đây, qua 4m2 cứng 27, carbon wicker. Trọng lượng cần thì cân được là 420g, mã số 12, giá là 2.500.000 như này, 2.500.000 ạ. Mã số 13, 13 thì sẽ có một con cần, là con này là cần súp như này, cần súp đã hạ cần tay đây, của hãng Ryobi, 3m6 độ cứng 20. Đây, đã được hạ cần tay. Thì các lóng của cần trên này á đã được cuốn chỉ chống nổ này. Con này ngọn lớn như này. Hiện tại ngọn cho mình là ngọn 2.5 ly, con này cứng tầm khoảng vào 8 đến 10H cho mình á, rất là cứng nha. Bằng 2.5 ly. Độ dài là 36. Đây, tình trạng con này thì nó bị xước sơn, để cho mình giá tốt như này, có để cho mình giá 300.000 thôi. Đây, lóng thế này. Đây, có cuốn chỉ này. Đây, cuốn chỉ đầy đủ nha. Phôi là phôi carbon này. Đây, xoắn vân. Đây, tình trạng con này xước một xíu. Xước sơn thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Đây thì có đóng semi chống nổ. Mấy con này thì sẽ phải đánh chép nha. Đánh chép, đánh cá treo được đây. Đây, đã được làm sẵn cho mình hết rồi. ISO hạ, súp hạ cần tay. Thì chỗ này thì cái pad tháo ra hơi xê xước nha. 36 cứng 20. Trọng lượng là 200g, mã số 13, giá 300.000. Cái nắp chụp con này thì được gắn vào như này.
không phải vặn nha. Rồi mã số 14. 14 thì sẽ có một con cần cho anh em sưu tầm này. Con này siêu đẹp như này, lâu lắm mới về được một con như thế này. Con cần này thì con cần tay đắp khúc. Con này thì của dòng trúc như này. Đây trúc nghệ nhân nha. Cần còn mới tinh. Đây. Trúc nghệ nhân, trúc thực 100% này. Con này thì phụ kiện thì nó sẽ có cho mình hai cái nắp chụp này và một cái bao vải màu vàng như thế này. Sẽ gửi kèm cho mình nha. Rồi cần tay đắp khúc của dòng trúc mã số 14, độ dài con này là 39 như này. Đây thông số này 39. Tay cầm thì được cuốn dây mây, con này trúc thực 100% nha. Độ cứng tầm khoảng từ 2 đến 200 mH thôi. Thế là mình về mình sưu tầm. Thì hai cái lông gốc của nó thì nó có được khắc này. Đây khắc tên nghệ nhân cho mình đây. Đây cần rất đẹp nha. Thế là mình sưu tầm. Ngọn con này thì tầm khoảng vào 1 ly, thế là mình rô giết mẹ dinh. Cứng tầm khoảng từ 2 đến 200 mH thôi. Không cứng lắm như này. Đây, phôi rất là đẹp, 39 đi kèm 5 lóng. Trọng lượng con này là 140 g, mã số 14, giá 500 ngàn. 500 nha. Rồi, chạy mã số 15. 15 thì sẽ có một con siêu phẩm con này thì cho nên mình săn hàng như này. Đây săn hàng của dòng Apollo này, dòng carbon. Con này thì cần tay của dòng Apollo carbon, độ dài con này là 9 m như này. Hàng của mình thì hàng nội địa Nhật rồi, dòng mình thì khỏi bàn, đây made in Japan. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ có một cái nắp chụp này và một cái bao vải kèm nha. Đây bao vải kèm cho mình. Phôi con này thì phôi hay da. Ngọn con này như này. Con này ngọn của cần thì đo cho mình sát cho này á, tầm khoảng vừa 1.9 ly như này. Cái đầu buba này 360 độ chống xoắn. Độ cứng con này đo cho mình tầm khoảng vào 6 đến 7 h như này. Tầm khoảng trên 7 h á. Con này thì phôi dày cho nên mình săn hàng nha. Chấm đen chấm cỏ. Con dòng Apollo nội địa Nhật thì anh em biết rồi. Nếu cái dòng Apollo á thì nó giống như là dòng Gamma hay Nissin nha. Nó không có xuất thị trường như mình luôn. Mấy con thì bao hàng xịn như mình này. Đây phôi fit còn rất là đẹp. Mấy con này thì anh em cứ inbox Zalo thì em sẽ gửi hình cụ thể cho mình hơn. Đây. Cực đẹp nha. Phôi carbon xoắn vân. Và cái lông gốc của mình là phôi hay da nha. Đây, phôi hay da toàn thân. Made in Japan. 9 m. Tay cầm con này thì nó được làm nhám từ trên này xuống cho mình luôn. Nắp chụp con này thì xoáy vặn inox nha. 9 m, cứng tầm khoảng trên 7 h. Con này phôi rất là dày, trọng lượng của cần là 640 g. Thế là anh em mình săn chấm đen chấm cỏ, hồi dịch vụ được này. Mã số 15, giá là 2.200.000 nha. 2.200.000 cho mình ạ. Mã số 16. 16 thì đây sẽ có một con siêu phẩm của Daiwa cho mình luôn. Đây, con Daiwa con này thì hàng khổng như này. Con này thì cần tay của Daiwa, độ dài con là 9 m như này. Con này thì của dòng là Thái Lan nha. Thái Lan xuất thị trường Nhật có mã code và tem vàng. Mấy con này đời cao, hàng Thái Lan. Cái con này đang có chất giá như này. Con này giá của nó không dưới 40 triệu cho mình đâu. Đây. Thì phụ kiện thì nó sẽ có một cái đắp chụp zin theo cần. Đây cần thủ trước thì nó kỹ hơn này, nó gắn cho mình cái này để cái ngọn nó khỏi động cái đây cái chỗ cao su á. Thì sẽ có cái dây sẵn luôn. Phụ kiện thì sẽ có một cái bao và một cái nắp chụp kèm thế này. Độ dài con này là 9 m thì con này ngọn cần á là ngọn gần 2 ly, tầm khoảng 1.9 ly. Cái đầu bu vẫn là đầu bu zin theo cần 360 độ chống xoắn đây. Độ cứng con này thì ra thẳng rồi cho mình tầm khoảng trên 7 h. Thế là mình săn hàng chấm đen chấm cỏ, câu bờ kè được nha. Bánh lục này. Đây. Con này thì anh em biết rồi, giá mới của những con này á thì nó không dưới 40 như này, không dưới 40 cho mình đâu. Là tình trạng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha, zin đâu cần hết. Con này thì nó thiếu cho mình mỗi cái bao vải thôi, bao vải và cái hộp cho mình thôi. Bao vải zin như này, cái bao vải thì không phải của nó nha, anh em lưu ý cho em. Nước sơn màu đỏ đen. Đây tổng thể thì nó sẽ có sức một xíu nha này, sức sơn một xíu thôi. Cái này thì dính dơ này, cái này thì hàng về em chưa có vệ sinh thôi. Còn lại thì ok hết. 9 mét đai qua hàng Thái Lan, con này thì mới thì không dưới 40 cho mình. Trọng lượng của cần thì cần được là 460 g, mã số 16, giá con này là 3.800.000 như này, 3.800.000. Đây tay cầm con này thì trong là dính cái này thì dính keo như này. Đây hàng nó về nhiều quá thì em không có vệ sinh cho mình được. Nắp chụp con này thì sẽ bằng inox. Đây qua. Đây hàng hiếm như này. Mấy con này anh em về mình về spa lại, nhưng là mình về mình lau chùi là sạch sẽ, mình trưng tủ kính hay mình săn hàng được nha, cực kỳ đẹp. 3.800. Giá rất là tốt nha, chưa được 10% giá mới cho mình. Tiếp theo thì mã số 17. Con này thì mã số 16 nha, 16 tiếp theo là 317. 17 thì sẽ có một con cần dây trong hai khúc. Đây, dây trong hai khúc cần này của hãng là Suyumi. Độ dài con này là 2m4, độ cứng là 50. 50 thì nó sẽ dạng vờ, hàng nội địa Nhật nha, tem vàng. Con này thì còn mới tinh, chưa sử dụng qua luôn. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng 2.8 ly. 50 thì nó dạng vờ, không cứng không mềm lắm. Mình về mình câu ngâm lan xe đánh chép ao sông hồ dịch vụ được này. Tay cầm cắn mút. Bắt là bắt vặn nha, Fuji DMPS 20. Đây, tổng thể thế này. Khoen các bạn là khoen xít. Trọng lượng của cần là 240 g, mã số 17, giá 500.000. Mã 18 thì vẫn có một con Suyumi luôn. Con này thì giống con nãy, con này thì mềm hơn,
thì để cho mình giá mềm hơn nha anh em. Đây 24 cân 30, cộng hàng nội địa luôn. Và cần thì còn rất là đẹp. Ngọn con này là ngọn 2.4 ly. Đây em lưu ý nha, con này phải còn 24-50 bằng nhau. Con này thì để cho mình là giá 400.000, trọng lượng nhẹ hơn 240g. Đây tay cầm cán mút còn rất là mới. Và cũng khuyên chạy là khuyên xích luôn. Tiếp theo thì sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy ngang. Đây con cần lưu 2 khúc máy ngang. Con này của dòng Sapa nha anh em, nội địa Nhật này. Thì thông số con này như sau. Con này thì đo cho mình dài là 1m74 nha anh em lưu ý nha, thông số bị phai rồi 1m74. Cái dàn khoen của cần đều là dàn khoen Fuji dạ quang cái này. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2 ly. Đây tổng thể thế này. Khoen dạ quang ngọn 2 ly. Phôi carbon xoắn vân. Độ dài 1m74, độ cứng tầm khoảng và ML thì bác con này bất vặn nha. Đây bất vặn Fuji Japan. Đây tổng thể thế này. Tay cầm thì bằng cán bần. Trọng lượng cần là 170g, mã số 19, giá 400.000. Mã số 20 là một con cần lưu máy đứng 2 khúc. Đây con cần lưu máy đứng 2 khúc carbon. Con này có dòng là Beta Fixin. Độ dài con này là 9 feet cho em, 2m7. Thông số tải mồi từ 14-40g. Tiếp ra cho mình tầm khoảng và ML. Con này thì khoen bát các bạn là khoen bát thường nha. Khoen bát thường loại Sidacid, ngọn lớn này. Ngọn con này thì là ngọn 2.5 ly. Con này 40g thì mình lưu nhé hơi và nhé thật được rồi. Đây nước sơn màu xanh. Đây, tổng thể thế này. Sơn Beta Fixin. Tay cầm thì bằng cán mút và bát là bát vặn bát thường luôn. Khoen bát theo hãng. 2m7 cứng NM, lùi nhớ hơi nhớ thật đều được. Trọng lượng cần là 280g, mã số 20, giá 500.000. Mã 21 thì sẽ có một con cần là cắm gốc. Con này cắm gốc lỡ của Shimano. Cho đây mình về sẵn hàng này. Zit, câu biển, câu ngâm, câu đáy đều được. Shimano có dòng là đây có dòng Sidewater, dòng Boss cho anh em. Đây thông số như sau. Độ dài con này là 8.6 là 2m58. Nó dài như anh em. Nó tầm khoảng vào gần 2m6 cho mình rồi. Thông số tải mồi mát là từ 18-80g, tải cá từ 14-30 lề bao. Hàng nội địa Nhật nha, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Thì con này tất cả dàn khoen của mình là dàn khoen full sit hết. Độ cứng con này thì đưa cho mình tầm khoảng vào MH nha. Anh em con này về hạ ngọn nó cứng bạo lực cho mình luôn. Ngọn con này thì ngọn lớn, đo cho mình sát trên này á là ngọn 3 ly, double full sit. Trên này thì dàn khoen full sit 3 chân này. Đây khoen full sit 3 chân cái này. Đây tổng thể thế này. Còn cái dàn khoen dưới này á là ba khoen sát trên này á là khoen full sit 3 chân dạng khoen biển. Đây cực kỳ chắc chắn nha. Đây tổng thể thế này. Con này thì anh em mình câu ngâm câu đáy, máy điện, câu sit biển rồi được. Bắt là bắt vặn đây, Fuji dòng bắt. Mấy con này anh em thích á thì mình về mình lên cái dàn khoen dài á, khoen cao á thì mình zip nó sướng hơn. Trọng lượng con này là 450g, mã số 21, giá là 2.400.000. Đây. Khoen sit rất đẹp nha. Mã số 22 thì sẽ có một con cần một khúc máy ngang. Con này cần lưu một khúc máy ngang cho mình này. Thì thông số con này như sau, cần lưu một khúc máy ngang. Độ dài con này là 1m85 nha anh em. Độ cứng con này là 30. 30 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng VNM nha. Dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji 3 chân này, loại xích hết. Ngọn con này thì đo cho mình sát cho này được là ngọn 1.8 ly. Đây tổng thể thế này, ngọn 1.8 ly. Con này phôi fit còn rất là sáng và đẹp nha. Đây. 1m85 độ cứng 30. Đây cần rất đẹp máy ngang cho mình luôn lóc luôn chém. Bắt bắt vặn này Fuji. Đây con này cũng tương đối cứng nha, nó cứng tầm khoảng VNM cho mình á. Đây. VNM như này. Trọng lượng của cần thì cần được là 170g, mã số 22, giá 650.000. 650 nha. Mã số 23 thì sẽ có một con cần lưu máy ngang luôn, một khúc cho mình luôn này. Đây cần lưu máy ngang một khúc, con này ngắn hơn. Thông số con này là 15.6 là 1m68. Con này thông số cứng là NM nha. Đây action là NM. Facet. Đây tổng thể thế này. Phôi carbon xoắn caro toàn thân. Dàn khoen Fuji 3 chân, đây loại xi đá xám. Con này phôi carbon xoắn caro toàn thân như này, cần rất đẹp. Ngọn con này thì ngọn lớn 2.4 ly. Con này thì mình lưu nhớ hơi nhớ thật đều được nha. Thông số tải mồi con này tầm khoảng vào 30g. Đây thoải mái nha. Đây, tổng thể thế này. Cần có rất là đẹp. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút nha. Tay cầm cán mút và có cái cò tay như thế này. Trọng lượng là 150g, mã số 23. Giá 600 nha. Đây 600.000 ạ. Nói chung một khúc á thì đánh sẽ tốt hơn hai khúc rất là nhiều, tại anh em biết rồi. Đều bất tiện cái là di chuyển nó hơi dài thôi. Tiếp theo thì sẽ có một con cần lô. Con này thì cần lưu hai khúc máy đứng. Con này thì bạo lực nha anh em. Mã số 24. Cần lưu hai khúc máy đứng, con này của hãng là Ryobi. Độ dài con này 8 feet, 2m4, độ cứng là ML. Con này cứng tầm khoảng về MH nha em. Nó cứng lắm nha. Hàng có bản là hàng Malaysia xuất thị trường Nhật, dàn khoen Fuji 3 chân loại xi đá xám. Ngọn cần cái đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2.7 ly. Đây tổng thể thế này. Độ cứng cao như này. Con này lưu tầm khoảng vào 5-60g thoải mái này.
khoen D3 là khoen Fuji 40. Cái khoen này thì anh em mình quan xa thoải mái nha. Tay cầm chỗ này á, thì được cuốn chỉ và quét keo. Tay cầm dưới đây bằng cán mút bắt vặn Fuji DPS. Đây, con này bạo lực cái này, rất là cứng. Con này tính theo cần lô bình thường á, nó cứng tầm khoảng với MH. 2m Ryobi, trọng lượng cần thì cân được là 300g, mã số 24, giá 1.200.000. Khoen lớn nha. Mã số 25 thì sẽ có một con cần là 3 khúc. Con này chuyên dụng đánh cá tra, cá chim. Anh em mình có bấm đêm được này. Cần 2 khúc, 3 khúc carbon, độ dài 2m7, độ cứng là 80. 80 thì dạng cứng bạo lực rồi. Con này hàng nội địa Nhật cho mình. Và dạng khoen của cần là dạng khoen Fuji dạ quang. Ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp như này. Đây ngọn tháp ở đây. Ngọn cần thì đo cho mình được xác trên này là ngọn 3 ly, độ cứng 80 thì mình đánh cá tra, cá chim. Thích hợp cho này mình câu đêm này. Tại khoen này mình thấy á, mình câu đêm được này. Rất là gọn nha, 2m7 80. Thì pass là pass vặn Fuji DPS. Tay cầm con này thì được cuốn nha, được làm bằng cán mút nha, cán bằng cán gỗ. Đây cần có rất là đẹp. Trọng lượng cần thì cân được là 300g, mã số là mã số 25. Giá con này là giá 850 nha này. Đây 850.000. Mã số 26. 26 thì một con cần là 3 khúc cho mình luôn. Con này thì cần 3 khúc này của hãng là Suyumi. Độ dài con này là 3m, độ cứng là 50 nha. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng không mềm lắm. Cái dạng khoen dưới của nó là dạng khoen Fuji 3 chân xứ xám. Nó sẽ hỗ trợ một cái double full xích chống xoắn. Ngọn là ngọn 2.8 ly. Cái ngọn trên này thì là khoen của mình là khoen lá nha. Đây khoen Fuji khoen lá. Còn tất cả khoen còn lại là khoen Fuji 3 chân xứ xám. Bắt vặn Fuji này, chữ vàng. Tay cầm thì bằng cán mút, gốc sẽ có một cái bộ hiệp ở đây. Tổng thể thế này. Đây, cần thì nó còn hơi cũ xíu nha. Để mình giá tốt hơn. 3m cứng 50, đánh chép ao sông hồ dịch vụ được. Trọng lượng con này thì cân được là 250g, mã số 26, giá 650. Mã số 27. 27 thì một con cần 2 khúc. Con này thì của Daiwa nha em. Con này Daiwa rất đẹp nha. Fuheya. Con cần 2 khúc của dòng Daiwa, độ dài cần là 2m4, độ cứng 50. Mấy cái này thì dính keo nha em. Hàng về nhưng mà về nhiều quá không có vệ sinh kịp nha. Con này phôi của mình là phôi hai da toàn thân, tổng thể con này còn rất là mới. Dạng khoen Fuji 3 chân loại xịt đá xám, 24 cứng 50, ngọn con này thì là ngọn 2.6 ly. Đây phôi hai da này, cần rất đẹp nha, toàn thân cho mình luôn. Tay cầm thì bằng cán mút và pass con này bất vặn nha, Fuji FPS 22. Đây, cuộc sống đầy qua Horolock này, thế là phải đánh chép, ở sông hồ dịch vụ được, gốc sẽ có một dịch vụ hiểm như thế này. Tem của mình là tem nội địa đây. Trọng lượng cần là 340g, mã số 27, giá là 1 triệu như này. Mấy cái này là keo nha. Keo tại hàng về, cái này thì mình lau xịt rồi bảy, mình cố gắng mình lau thì sạch hết thôi. Đây, 24-50, còn rất là mới. Cuối cùng thì có một con cần là 2 khúc. Con này của Ryobi, chuyên dụng mình cá tra, cá chim, bạo lực cho mình đây. Cần 2 khúc của Ryobi, độ dài con này là 3m, độ cứng 80, cần cứng như này. Đây, tem của mình là tem đầy đủ này. Dạng khoen con này là dạng khoen biển, khoen chân luồn, xứ đá xám. Cứng 80 thì dạng cứng bạo lực rồi. Ngọn là ngọn 3 ly này. Đây, tổng thể này, keo kích còn rất là mới. Cái keo ở ngoài nó phủ như này, đây nó phủ đẹp này, ở trong thì màu trắng. Đây tổng thể thế này, đánh cá tra, cá chim cho mình câu biển, câu bộ lực đều được này. Tay cầm cán bút và pass con này bắt vặn nha, Fuji FPS D22, gốc sẽ có một cái bộ hiểm như thế này. Đây hai khúc Ryobi 80, dài 3m. Trọng lượng của cần thì cân được là 400g, mã số 28, giá là 1 triệu như này. Đây 1 triệu cho mình nha. Rồi tổng thể thì sẽ có cho mình là 28 mẫu cần, 28 mẫu cần như này và một số con cá giả có lưu cho mình đây. Thì anh em ứng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại, chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi anh em có xem được video cho em được đăng ký bật thông báo nha. Rồi cảm ơn tất cả anh em nha đã xem video của em. Chúc anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá cho sức khỏe. Hẹn gặp video lần sau.